Hello guys, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình. Play the final line in server line 0 server 1. Game number 2. Let's go. Line equip. Bandits. Ở game đầu tiên thì line đã chiến thắng với tỷ số line đã thua với tỷ số là 0-1. Server đang dẫn với tỷ số 1-0, chúng ta đã có biết file BO5. Server anh ta chơi Bandit Mega Knight rồi, Skeleton Mega Knight. Hình như Lai lại chuyển vẫn Nightwish, Ewitch, à Zion. À đây là deck Zion. No way. Anh tiếp King Tower đi. Anh tiếp King Tower, anh tiếp King Tower. Good. Có phần hơi bị lỗi của Lai, bởi vì là đáng lẽ ra là con Fisherman nó có thể làm việc tốt hơn, tuy nhiên thì nó cắm là Giant Miner Fireball. Giant Miner Fireball giáp lock nghĩa là lock Alaska lock này vũ. Yeah, and Alaska of course Giant Esper Royal Hawk Mega Knight. Yeah, and the last guy maybe a fireball. Yeah, this fireball is no poison, chuyển sang poison. Cái nick original đây là chính là cái nick nó là cái phiên bản của fireball chứ không là poison. Này vẫn không chết. Miner đẩy lên không? Đây là thời điểm miner đẩy lên cũng hợp lý, tuy nhiên anh ta không thể không muốn đẩy lên, bởi vì khi mà miner đẩy lên thì nó sẽ bị hai con skeleton dragon nó giết chết. Đây là trận đấu chung kết của No Team GG World, vì vậy là chúng ta sẽ có biết được phải khó cho Lai. Lai ở trong cái mùa này cũng không thể đánh được IC Bow, bởi vì IC Bow rất dễ bắt bại. Royal Hawk là một lựa chọn hợp lý, bởi vì là Royal Hawk khi mà Lai mà sử dụng được IC Bow là gần như Lai thua. Hero Spirit đâu? Không đủ rồi. Không kịp. Nếu mà đáng lẽ ra là con này cũng không chết, nhưng nhờ Barbarian nó nhảy sớm quá. Tuy nhiên cũng rất là hay khi mà Esper anh ta đổi hướng. Lock đầu. Rồi hợp lý, một con Hail Spirit quá hay. Fisherman kéo con Muscati về phía sau. Mega Knight Fireball cho The Skeleton không. Quan tâm đến cân nhiệt Spirit, tiếp tục đẩy Zion, 1 hit. Good. Hiện tại bây giờ là cân bằng, tuy nhiên thì mình nghĩ là SMV nó có lợi thế hơn. Fireball phía bên trái và một cái lock nữa, hợp lý. Không cần lock với Fisherman. Con Hill Spirit nhảy về phía con Fisherman. Fireball. Không đẩy Fireball trong tuần này. Không, cái điều là con Zion chết rồi, tank không có luôn. Hợp sự lạ. Mình cầu thủ cho cái tuần tiếp theo. Tiếp tục spam này chứ. Mình không hiểu tại sao khi Oscar anh ta không đẩy Fireball, mình lock đi. Lock đi. Nguy hiểm quá. Hai con Royal Hawk. Không hiểu vì sao mà Lai lại không sử dụng một cái lock. Vì nếu mà sử dụng một Fireball và một lock, đồ 6 Eli để defend 5 Eli cũng không phải là gọi là quá lắm. Đấy. Tuy nhiên là sẽ dùng Fireball cho tuần này. Miner bắt bài Bandit. Double Zion. Fisherman sẽ kéo con Muscati không được, nên là tìm người xa so với lại cái tầm hố rộng của con Fisherman. Kéo được rồi, hay quá. Zion đẩy lên được Fireball coming. Bandit Nightwish vào chuẩn đi. Nightwish bắt. Cắt đi. Ủa, rất nhiều hát được Fisherman vào chung rồi. Fisherman vào chung. 1-1, good job. Lại đánh hay quá. Congratulations, Lai. 1-1. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game thứ 3. Hiện tại số bây giờ là 1-0. Earthquake đây rồi. Đây là phiên bản của Muscati hay không? Golden Cake, Muscati, Zion đây rồi. Đây là Hot Earthquake, một phiên bản cực kỳ là
công dụng ở thời điểm mưa tại hiện tại. Zion không có một hit. Tốt. Hop đẩy lên không, chưa đủ Ellie rồi. Phiên bản của Esper đó là Barbarian Barbarian Barrel Fireball Skeleton Dragon. Đây. Này cuối cùng Hawk này, Snowball và còn một con Knight. Hawk sẽ đẩy lên trong thân này. Muskety, có một cả Muskety nữa. Hawk sẽ đổi hướng. Hawk sẽ phía bên trái. Hawk sẽ phía bên trái. Hoặc là Earthquake không rất muốn đẩy Hawk. Thực sự anh ta không muốn đẩy Hawk trong thân này. Skeleton ở phía bên kia. Để phòng Hawk đẩy lên con Knight. Không. Không khả năng rồi. Có một hit từ Muskety. Này đây là xuất hiện rồi, thủ trước đã, làm gì thì làm. Must just, anh ta sẽ xoay ra con Muskety tiếp theo. Tuy nhiên thì rất dễ, rất cẩn thận đi trong chơi Fireball cho tên này. Fireball cho Hawk. What? Nguy hiểm quá, anh dùng Fireball cho một con Hawk. Và có đấy có cả Lord, không phải Barbarian rồi. Một Snowball phía bên kia đủ để defend Skeleton. Con này đẩy lên, làm thế nào để giết được cái tên này đây? Thẻ cuối cùng là gì đây? Hunter không? Goblin Gage? Goblin Gage còn chặn được thân này không? Bắn đấm chết Muskety rồi, rất thông minh. Hai con này phải dùng rất nhiều Ellie. Hawk đẩy lên cho thân này là hợp lý. Hawk đẩy đi! Hawk coming! Rồi đúng rồi, không cần đủ Ellie để thủ Muskety! A skeleton. Không đủ Ellie để fight bộ. Không. Hai hit. Good job, lay alive. Không làm cách nào có thể giết được con vừa con Knight và con Muskety với một cái Fireball và một cái Lock. Fireball rồi, Goblin. Phải rất từ từ bởi vì là Esper anh ta không có một Earthquake. Một Earthquake, một Lock và một Snowball là đủ để giết được con Muskety. Rồi, hợp lý. Good. Line đang khởi đầu cực kỳ là suôn sẻ luôn. Mở Hawk đẩy lên. Bắt họ sẽ phải thủ bằng Goblin Cake. Rất dễ để xử lý, dễ hơn. Fireball giờ này nguy hiểm quá. Tuy nhiên thì con Nai đã thành rồi. Tiếp tục là Muskety. Hawk đẩy lên. Chưa có Hawk rồi. Không cần Hawk trong giờ này. Muskety xử lý được. Con Nai xuất hiện. Chưa có đủ Fireball trong giờ này. Line đang đánh một cách chậm rãi. Esper là một cái deck vẫn sự sự. Hawk có con Nai làm tanh. Hawk lên một hit không? Không có một hit. Tuy nhiên là 600 máu thì Esper cũng không thành vấn đề đối với lại Line trong cái tên matchup này. Tiếp tục là con Nai nhấn lên. Nai thả cực kỳ nhanh. Phải nói là thao tác của Line của nó cực kỳ và bá đạo. Thả quần như là gọi là đánh bài đánh tập vậy. Họ đẩy lên Goblin Cage không đủ lệnh Earthquake lệnh rồi. Tuy nhiên thì cứ Earthquake như thế này thì thực sự Esper anh ta không biết cách nào có thể công được nữa. Không biết cách nào để xử lý được, vừa con Musk, vừa con Nai lại có cả Goblin nữa. Không kịp rồi, chỉ có một hit thôi, không cần quan tâm lắm. Smoke và Earthquake Snowball. Yeah. Line, congratulations. 2-1. Line a little. 2-1. Line 2-1. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game thứ 3, game thứ 4. Để nhìn last game. Let's go, game number 4. Maybe it's last game. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game number 4. Let's go, Light. Good luck to both player, Esper and Light. Light 2. Esper 1. Game number 4, let's go! Good luck to both player. Skeleton Dragon. Hai phía. Sẽ có một hit nếu không defend. Nine rồi, tiếp tục lại dùng Nine chăng? Không, đây là một phiên bản có Prior of Resilient. Nguy hiểm khi mà thủ bằng đây có phiên bản Balloon. Mình nghĩ nếu mà Balloon được không? Balloon hay là một con Ram Rider? Balloon! Muskety đâu? Archer! Đây là phiên bản của Archer và Mediabians! Đây là một phiên bản hình như là Grapejack! Nếu mình nhớ không lầm, đây là phiên bản của Grapejack! Ồ,
Tuy nhiên nếu mà phiên bản như thế này thì khá là khó đánh với cái deck của Esper. Vì cái deck của Lai thì hơi khó để defend hai bên. Musketeer con Lai đâu? Để mà chặn con Lai ấy cần chặn cái con này. Heals! Nguy hiểm quá! Cần phải có sự support, cần phải có sự support của các quân. Có một hit con từ luôn mà nhắc. Defend rồi, giỏi, dẻo, cực kỳ dẻo. Tiếp tục là Royal Resilient. Nếu mà cứ công như thế này thực sự là Lai đang khá là khó để công. Chúng ta phải thủ. Tuy nhiên thì nếu mà thả con Mega Minion thế này sẽ bị mất Musketeer ở tuần tiếp theo nó bắn. Thì rất có để defend Balloon Skeleton. Royal Re. Ở cái phiên bản hiện tại thì bản meta vừa rồi thì con Royal Divinely nó bị nét tại vì cái knockout vì vậy nè. Trong cái tuần vừa rồi Lai anh ta không thể sử dụng một cái con đấy để giết được con Skeleton Dragon. Poison rồi. Snowball. Chỉ con Am Balloon. Rất khó để defend Balloon trong cái tuần này. Phân bản đây là Great Jack. Thẻ cuối cùng của chắc chắn của Lai là Great Jack rồi. Vậy anh ta rất khó để có thể công. Vừa thủ vừa công được. Chỉ có thể thủ thôi. Musketeer bắn vào Balloon. Nguy hiểm quá. Thẻ cuối cùng. Nguy hiểm, nguy hiểm. Cẩn thận Balloon. Cần phải có một cái bomb tower, bomb tower đâu. Bomb tower, bomb tower. Tuy nhiên là nếu trong tầng như này thì rất dễ là bị một hit của Balloon. Một hit của Balloon thì sẽ Snowball. Nhưng như thế này thì gần như là anh ta đã không thể thắng được cái mặt trận này. Anh ta gần như không thể công được, mà nhìn đã hai ca counter. Nếu như trong cái bài này đây là một con Wizard thì thực sự quá tuyệt vời. Hay là một con Executioner, hoặc là một con Bowler chẳng hạn. Không, Executioner sẽ được ví. Mong chờ một cái bài cho Lai, nhưng mà quá khó cho ta Lai. Thì nó không thể công được. Mà nó cứ Royal Reseal như này, ta không thể poison được trong cái turn này nữa. Chẳng đủ Ellie. Một Mega Minion, một Archer gần như là không đủ để defend một cái cục súc như thế này. Khó quá. Tiếp tục lại bị bắn bởi Poison Royal Hawk. Ui, với Royal Hawk lại vừa có cả bom Balloon. Mình nghĩ là Asperger anh ta câu một Balloon thì sẽ là hay hơn là anh ta câu một Royal Hawk. Bởi vì Royal Hawk nó rất dễ bị chết rồi nhé. Rất nó cứ lao đầu vào cái phần vào con bom tower. Hợp lý. Khó quá. Khó cho Lai. Không có knockback. One hit Balloon. Wow. Bị đàn như thế này thật sự là Balloon. Quá khó cho Lai. GG, well played. And good luck for last game, the both player. Maybe Esper win. Sure. The last guy like Great Jam. So he cannot drop Great Jam. He cannot use right now. Maybe the last time last turn, great jab, poison. Last turn, last push, fine. Last push. No, wait. Hát cao tờ. Ây, good. The last game, game number 5. Game number 5. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game cuối cùng. The last game. Last game grand final. No TOZG work. And who will win? Sly and Esper. The both player play Igbo. Maybe. No, Sly play Skeleton Barrel. What? Maybe Esper will sing Sly. This deck is the last game. No, Golden Cake. Wave Jab, Golden Cakes. And Lai, Motor Bed. Maybe it's Nai and Musketeer. Or maybe Firebreaker. Golden Spear.
Musketi. I got Firebreaker. Balloon Breakup. Thế này thì đổi hướng. Đại ở phía bên kia Snowball. Chỉ có một Snowball, làm thế nào để defend được cái turn này đây. Rất nhiều đam cho. Không, vẫn thủ tốt. Sở phạt đẹp mít nầu. Spawn balance. Vậy Lai sẽ thắng trong game này. I think Lai will win. Because as ever he have Snowball early. He has Snowball only, so I think he cannot defend the Goblin Gang Knight combo with Goblin Goblin Gang and Skeleton Barrel Snowball. Good. Woo! One hit motor. Woo! Two hit motor. Oh, only one. Okay, GG! Congratulations, guy! I think so. I think. Lai! Bad player in the world, the new champion player. I thought the last cap as a bird. Using break up. Một trên lens. Bánh nào tướng bằng gốc định thích bằng này. Thôi dần rồi. Rồi tất tay về phía mình mới chạy. Hợp lý. Tất tay về phía bên phải luôn. Poison. Một ta không thể bắn vào trụ của người này. Cố gắng lên line, anh ta có lợi thế. Không có một hit nữa đến từ một ta. Rất khó để có thể vào trụ. Thẻ cuối cùng của Fan Lai đó chính là một cái Fireball. Và Skeleton. Và nó lại sau đó anh ta đang bắt bài rất hay. Đó là anh ta khi mà sử dụng khi mà Lai anh ta sử dụng Skeleton Barrel thì gần như là anh server anh ta chuyển sang sử dụng Mega Minion để defend. Tâm lý cách phân phối của bài của hai bên cực kỳ hợp lý. Musketi bắn được vào Goblin Kick. Mota phải nói là server anh ta đang nằm ở vị thế thủ nhưng mà thủ rất chắc. Mọi thứ anh ta được phải phát cực kỳ tốt. Mota gần như không thể bắn vào chúng. Còn nếu mà trong cái dài dẳng như thế này thì Sơ anh ta lại có lợi thế hơn là Lai. Bởi vì là gần như là Motor không bắt được quan trụ. Sơ anh ta kiểm soát game cực kỳ tốt. Chúng ta còn 3 phút nữa. Lượng máu bây giờ là cân bằng. Đánh ngược, đánh lên, đánh xuống rồi lại đánh ngược. Thời điểm này không thể thả một con, thả một Red Jab được. Archer với hai bên. Có một hit nào đến từ con Lai. Tuy nhiên thì cái lượng máu về hai bên cũng là cân bằng. Cần spam nhanh hơn. Chúng ta chỉ còn 30 giây nữa thôi. 30 giây nữa. Cho nên những người cuối cùng ai sẽ là who will win the fight. Fireball sẽ nhanh hơn. Musketi có rất nhiều đam với Musketi phía bên phải. Musketi Red Jatum. Need a lock. Yes. Goblin Kite rất nhiều đam vào Congratulations, the champion! You are the god! Congratulations, Lai! Congratulations to the bad player! See you! Thank you for watching! Congratulations, Lai again! Thank you so much, guys! Congratulations!